Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Auto News Quickly. Sự sụt giảm của thị trường ô tô Việt Nam trong một năm qua đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của các hãng xe và nhà phân phối. Tuy nhiên, với những thương hiệu lâu đời và đã có thị phần vững chắc như Toyota thì vẫn sống khỏe. Hãng xe này đang gần tiến tới mốc 1 triệu xe bán ra tại Việt Nam. Theo thống kê của Toyota Việt Nam, năm 2023, hãng xe này đạt doanh số 59.207 xe, bao gồm 1.793 xe Lexus, đạt lợi nhuận ròng khoảng 3.300 tỷ đồng, tương đương 140 triệu đô la Mỹ. Lũy kế từ ngày chính thức đặt chân đến Việt Nam là mùng 5 tháng 9 năm 1995 đến nay, Toyota đã bán được 916.000 xe, bao gồm hơn 12.000 xe Lexus. Về quy mô, Toyota Việt Nam vẫn giữ mức vốn điều lệ 49 triệu đô la, năng lực sản xuất 70.000 xe mỗi năm với lực lượng lao động khoảng 1.500 người và 76 đại lý ở 38 tỉnh thành. Về thị phần, năm 2023, hãng chiếm 16% thị phần tại Việt Nam. Đối thủ lớn nhất của Toyota tại Việt Nam là thương hiệu Hyundai, khi hãng xe Hàn Quốc này đang có màn bứt phá mạnh mẽ trong 5 năm gần đây. Hãng xe hàng đầu Nhật Bản cũng đang gặp nhiều khó khăn kể từ sau vụ bê bối gian lận của Daihatsu hồi cuối năm ngoái. Thế nhưng thị trường Việt Nam hầu như không bị ảnh hưởng do nhiều mẫu xe được sản xuất lắp ráp trong nước. Toyota dự kiến vào khoảng giữa năm 2025 sẽ cán mốc tiêu thụ 1 triệu xe sau tròn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, và đây là con số ao ước của tất cả các hãng xe còn lại. Còn đối với nhà sản xuất ô tô Made in Việt Nam VinFast, năm 2024 sẽ vẫn là một hành trình dài lan tỏa giá trị và chinh phục khách hàng trên khắp thế giới. Dưới góc độ người tiêu dùng, một điều có thể cảm nhận rõ nét nhất đó là khả năng tiết kiệm chi phí mà những chiếc SUV điện này đem lại. Ở trong điều kiện sẵn sàng vận hành, để thực hiện một chuyến đi xa, một chiếc ô tô dù chạy xăng hay chạy điện cũng sẽ ngốn những chi phí cơ bản như chi phí đổ xăng, sạc điện, phí cầu đường, phà chuyên chở nếu đi ra đảo, chi phí ăn uống, nghỉ ngơi. Mới đây, những khách hàng đầu tiên sở hữu VinFast VF6 đã phải bất ngờ về khả năng tiết kiệm năng lượng của mẫu xe này. Chuyến du xuân từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Huế và quay ngược lại với tổng quãng đường 2.163 km, VF6 ngốn 376 kWh điện, tương đương 1,26 triệu đồng. Trong khi đó, một mẫu xe xăng cùng phân khúc phải tốn khoảng 3,5 đến 5 triệu đồng, tùy thuộc mẫu xe và mật độ giao thông. Ước tính chi phí sạc pin của VF6 chỉ khoảng 582.000 đồng 1 km, chưa bằng 20% so với xe xăng. Tương tự, chủ nhân chiếc VF E34 đã sử dụng hơn 1 năm cho biết, chuyến đi 1.100 km chỉ tốn khoảng 690.000 đồng tiền sạc pin, nghĩa là trung bình khoảng 600 đồng 1 km, quá tiết kiệm trong thời buổi kinh tế khó khăn. Nhược điểm duy nhất là thời gian sạc pin lâu hơn so với đổ xăng, nên để hành trình không bị ngắt quãng, chủ xe thường lựa chọn sạc pin tại các điểm dừng chân nghỉ trưa hoặc ăn tối. Không chỉ có ô tô, các nhà sản xuất cũng đang đẩy mạnh điện khí hóa đối với phương tiện xe hai bánh. Trong đó, một startup của người Việt đã đưa ra giải pháp đổi pin để giúp người dùng không phải chờ đợi cắm sạc mỗi lần xe hết điện. Khác với các thương hiệu xe máy điện trên thị trường như VinFast, Vega, Yaria, xe máy điện Select Camel 2 của Select Motor được thiết kế vừa để đi lại hàng ngày, vừa để chuyên chở hàng hóa cỡ nhỏ. Mẫu xe này có khoảng sáng gầm lớn, động cơ khỏe hơn các mẫu xe cùng phân khúc, có tốc độ tối đa 80 km/h và khả năng leo dốc vượt trội. Điểm nhấn là thay vì phải chờ đợi từ 6 đến 8 tiếng để sạc đầy pin, hãng xe này đưa ra dịch vụ đổi pin tại các ATM pin, chỉ mất khoảng 2 phút cho một lần đổi pin, tương đương một lần đi đổ xăng. Như vậy, người dùng có thể yên tâm di chuyển cả nghìn cây số mà không cần phải lo lắng về vấn đề sạc pin, miễn là điểm đến tiếp theo có trạm ATM để đổi pin mới. Đây là mô hình khá phổ biến tại các thành phố lớn của Trung Quốc nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Xu hướng điện khí hóa đang ngày càng ăn sâu vào ngành công nghiệp ô tô xe máy trên toàn cầu. Nhờ sự đón nhận tích cực từ phía người tiêu dùng, các hãng xe liên tục ra mắt các mẫu xe mới, thúc đẩy cạnh tranh và giá thành ngày càng giảm, tiệm cận với giá xe chạy xăng dầu. Theo hãng nghiên cứu thị trường Gartner của Mỹ, nhờ các phương pháp mới giúp giảm chi phí, kể từ năm 2027, nghĩa là khoảng 3 năm nữa, chi phí sản xuất một chiếc xe thuần điện sẽ thấp hơn xe chạy xăng dầu cùng phân khúc. Nhờ đó, giá thành phẩm sau khi xuất xưởng của hai loại phương tiện này cũng sẽ ngày càng tiệm cận nhau. Lý do cho sự thay đổi này là nhờ việc sản xuất pin xe điện sẽ ngày càng nhanh hơn và rẻ hơn. Hiện tại pin vẫn chiếm khoảng 40% tổng giá trị của một chiếc EV. Công nghệ pin đang thay đổi từng ngày, chúng sẽ ngày càng rẻ hơn nhưng lại giúp xe di chuyển được xa hơn, sạc nhanh hơn và tuổi thọ lâu dài hơn. Mặc dù vậy, Gartner cũng cảnh báo đến cuối năm 2027, khoảng 15% công ty sản xuất xe điện thành lập từ thập kỷ trước sẽ bị mua lại hoặc phá sản. Điều này cho thấy cạnh tranh trong lĩnh vực xe điện là rất cam go và người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi. Sau gần nửa năm thí điểm, mô hình đấu giá biển số xe ô tô đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng thu ngân sách và minh bạch hóa hoạt động đăng ký xe.
Mới đây, Bộ Công an tiếp tục đề xuất mở rộng đấu giá biển số xe đối với mô tô, xe gắn máy, giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có cơ hội sở hữu biển số mong muốn mà không phải trông chờ vào may rủi như phương pháp bấm biển truyền thống. Đối với nhiều người, biển số xe chỉ đơn giản là một dãy ký tự gồm chữ và số. Nhưng với nhiều người khác, biển số lại hàm chứa cả ý nghĩa tâm linh, những con số yêu thích của chủ sở hữu hoặc đem lại giá trị về thương hiệu và tinh thần. Điều này đã đúng với số điện thoại khi chủ sở hữu nhanh chóng đạt được thiện cảm, thậm chí ký được hợp đồng chỉ nhờ việc sử dụng số di động VIP. Càng nhiều người tin vào giá trị của các con số, thì giá trị của biển số đẹp, SIM số đẹp cũng càng được đẩy lên cao. Đó là một trong những lý do để Bộ Công an thí điểm đấu giá biển số xe kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023, với mục tiêu tạo một sân chơi lành mạnh, công bằng cho những người mong muốn sở hữu biển số đẹp, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Sau gần 6 tháng triển khai, đơn vị đấu giá đã tổ chức đấu giá thành công hơn 15.000 biển số xe ô tô, với tổng số tiền đấu giá thành hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó số tiền khách hàng đã nộp vào ngân sách là gần 1.400 tỷ đồng. Điều này cho thấy mô hình đã đem lại kết quả tích cực, chứng minh được tính hiệu quả, tính khả thi của chính sách mới lần này. Mới đây, Bộ Công an đề xuất tiếp tục mở rộng đấu giá đối với biển số mô tô, xe gắn máy với mức khởi điểm từ 5 triệu đồng, mỗi lần trả giá chênh lệch 500.000 đồng. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 65 triệu xe máy đang lưu hành. Đây là phương tiện di chuyển chính của đa số người dân nên lượng xe mới tiếp tục tăng. Vì vậy, việc mở rộng đấu giá biển số xe máy được Bộ Công an cho rằng sẽ khả thi, tương tự như thành công của mô hình đấu giá biển số xe ô tô. Thậm chí nếu triển khai thành công, việc đấu giá biển số xe máy còn có thể đem lại nhiều ngân sách hơn so với biển số xe ô tô, do mức giá khởi điểm thấp, nhiều người có thể tham gia hơn. Ngược lại, việc đấu giá biển số xe máy cũng đặt ra thách thức về hạ tầng kỹ thuật và nhân lực phục vụ trong trường hợp có quá nhiều người cùng đăng ký đấu giá và có quá nhiều phiên đấu giá trong một ngày. Bên cạnh đó, cần sớm cập nhật những quy định chặt chẽ, chế tài xử phạt mạnh hơn đối với hành vi gây cản trở hoạt động đấu giá, bỏ cọc để tránh mất thời gian, tiền bạc của những người tham gia đấu giá. Hiệu quả của hoạt động đấu giá đã được chứng minh tại nhiều quốc gia và được đông đảo người dân ủng hộ. Đây cũng là giải pháp giúp hạn chế giao dịch ngầm, sai phạm trong hoạt động đăng ký xe. Thông tin này cũng đã khép lại mục tiêu điểm ngày hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi và bình luận về một tình huống giao thông đáng chú ý. Hình ảnh được camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại tại đường Phạm Văn Nghị, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Dàn xe máy với số lượng lên tới cả trăm chiếc, lấn hẳn sang làn ngược chiều vì không muốn chờ đèn đỏ và tắc đường. Thành thử tài xế ô tô có cảm giác như mình đi nhầm vào đường một chiều. Vào giờ cao điểm, nhiều người đi xe máy thường có thói quen điền vào chỗ trống, leo vỉa hè, đi ngược chiều để nhanh đến nơi cho được việc của mình. Nhưng hành động này dễ gây tâm lý domino khi nhiều người khác hành động theo và khiến tình trạng ùn tắc giao thông càng thêm trầm trọng. Tới đây chương trình Auto News Quickly xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.